Mình đã nghe nhiều ở trong kinh nói thập như thị. Hôm nay mình học lại, mình học lại cái thập như thị để mà chúng ta nắm được thêm chút nữa. Nắm thập như thị để làm gì? Để chúng ta có một cái nhìn về mọi sự, mọi vật xung quanh mình, mọi người, mọi sự, mọi vật xung quanh mình một cách tích cực hơn, và chúng ta nhẹ nhàng hơn, và chúng ta bớt cái khổ đau phiền não chấp trước. Sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta chấp nhiều. Mà hễ mà chúng ta nhận chân được cái như thị của các pháp thì nhẹ khổ lắm. Thí dụ như người ta lấy nếp, rồi người ta trộn với men, rồi người ta lấy nước muối, người ta vò thành viên, rồi người ta để nó vô trong cái hũ, người ta ủ 3 ngày cái nó ra nước. Rồi mình mới hỏi, hồi nãy trong quá trình 3 ngày đó có ra nước không? Có để thêm nước không? Không. Vậy tại sao 3 ngày nó có nước? Mà sao tôi biết? Tại vì nó nếp như vậy, men như vậy, cái lượng muối như vậy, độ ẩm như vậy, thì tự nhiên cái quả nó như vậy. Các pháp nó như vậy mà. Cơm rượu là một pháp, men là một pháp, nước muối là một pháp, cách vò của mình là một pháp, độ ẩm là một pháp. Cho nên tất cả các pháp nó duyên với nhau mà nó có một cái quả nó như vậy là có cơm rượu. Chứ bây giờ trong quá trình 3 ngày đó không có dở ra xem, mà lúc nào nó rỉ nước ra mình không biết, mà không thêm nước đường, vậy mà nó lại ra nước ngọt. Cho nên gọi là như thị. Như thị là như vậy. Mà hỏi tại sao như vậy? Sao nói được? Nhân như vậy, duyên như vậy thì quả nó phải như vậy. Cho nên một cái đứa nhỏ đó, một cái đứa nhỏ mà nó trở thành ra một cái người hung dữ, hỏi tại sao như vậy? Tại vì nó có bản chất dữ, nó sống chung với những người dữ, cái môi trường của nó dữ tạo ra con người nó dữ. Như thị. Cho nên mình hiểu như vậy á, thì mình sẽ bớt chấp mà cũng bớt phiền não. Bây giờ thứ nhất á, thập như thị là gì? Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Chính cái như thị. Rồi cái cuối cùng là bản mạc cứu cánh. Tức là trước là gốc nó vậy đó. Mạc là sao? Bản mạc tức là trước sau rốt ráo nó như vậy là cái thứ 10. Bây giờ như thị tướng. Như thị tướng là cái gì? Là tướng mạo hiện ra bên ngoài, có thể nhận thức phân biệt rõ ràng. Không phải chỉ cõi người mình không, từ Phật cho tới địa ngục, cái nào nó cũng có cái tướng của nó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, vân vân, tất cả 10 giới đều có tướng trạng khác nhau. Đấy cũng là đặc trưng hết thảy pháp. Nói dễ hiểu là gồm những gì xuất hiện nhận thức được tướng mạo. Ví dụ mình nhìn cái tướng này, mình nói này là gì? Cái lì. Nhìn tướng đặt tên. Không, nhìn tướng này nói cái dĩa. Nhìn cái tướng này nói cái bàn. Nhìn tướng ông kia cạo đầu mặc áo kêu tướng thầy tu. Bởi vì nhìn cái tướng đặt tên cho nên thỉnh thoảng cũng dễ lầm lắm. Tại sao? Tại vì mới có định nhìn tướng mà đặt tên nè, mà chưa gần gũi cho nên sao thấy cái tánh. Rồi chưa gần thì sao biết cái thể, cái dụng của cái người đó là sao. Cho nên gần rồi mới biết. À, ông đó ông cạo đầu mặc áo ôm mình bác ông đi, cái mình tưởng mình nhìn mình nói tướng thầy tu, chạy theo cúng dường để vô ở trong cái bát đó. Xong ông nói ủa sao ít vậy con. Vậy thì mình biết ông thầy này không phải thiệt rồi. Cái người mà bây giờ ổng hiện lên, hiện cái tánh rồi. Cái tánh gì? Tánh tham. Cho nên cái tướng thì
tất cả, trước hết là mình phải nhận rằng tất cả mọi sự mọi vật trên đời này, nhất nhất nó đều phải có cái tướng của nó. Cây kim có tướng không? Có. Cây kim tướng nó làm sao? Nó nhỏ. Cọng cỏ có tướng, sợi chỉ cũng có tướng, không có cái gì mà không có tướng hết. À, thì tất cả trước hết là mình phải nhận định rõ tất cả nó đều có cái tướng của nó. Mà trong cái tướng đó nó tùy theo cái nhân quả mà nó hiện tướng nữa. Rồi, như thị tướng. Ví dụ như tướng người này, tướng người kia, tướng nam, tướng nữ, tướng vui, tướng buồn, cho đến tướng Phật và tướng chúng sanh. Không có cái gì không có tướng. Hồi sáng này á, tự nhiên sáng nay cả ngày nó đau cái lưng, rồi đêm hôm nhiều cái phone tới liên tục cho tới 4-5 giờ sáng cũng chả ngủ nghe gì được. Cái sáng ra cái người mình nó làm sao? Nó bơ phờ, cái mấy bác nhìn tướng biết liền. Mấy bác nói tướng thầy bữa nay không tươi. À, vậy thì ai cũng có cái tướng. Rồi nhìn cái tướng đó chúng ta liền biết bữa nay tướng đi hết tiền. À, nay tướng không có mùa xuân. Vậy thì tất cả không có cái gì mà không có tướng, phải không? Trước hết là phải nhận có tướng. Rồi bây giờ tỏ tướng thì phải có gì? Có tánh. À, tánh là gì? Tánh tức là cái tính chất. Tính thuộc ở bên trong, có sai biệt và định tính. Từ cảnh giới địa ngục cho đến cảnh giới Phật, mỗi giới có cái tánh giống không giống nhau. Mọi hiện tượng hiện ra rõ ràng trước mắt, nhưng mỗi tướng có tánh riêng của nó. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, mọi hiện tượng là nó đều có cái tánh tướng của nó, nhưng mà mỗi cái nó có tánh của nó. Ví dụ như bây giờ cái tướng gió, nhưng mà cái tánh gió là gì? Là lay động. Rồi bây giờ mình nhìn cái tướng là thầy tu, cái tướng chung chung là sao? Cạo đầu mặc áo, nhưng mà nhìn kỹ khác ạ. Tướng lùn, tướng cao, tướng mập, tướng ốm, tướng này tướng kia. Rồi bây giờ kế bên đó là gì nữa? Tánh. Có người tánh dữ, có người tánh hiền. Cho nên cái đó là cái gì? Cái đó là cái định tánh của mọi người. Nói định tánh là tạm thời mà nói, vì ý nghĩa tánh nó tùy duyên mà biến hóa. Ví dụ như là cái tánh cái người đó xấu, nhưng mà nếu như cái người đó được tôi luyện thì người đó làm sao? Tánh tốt. Như vậy thì cái định tánh đầu tiên thì có xấu, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó chuyển hóa cái người đó thì người đó sẽ tốt. Thì chúng ta nhận ra cái này để làm gì? Để chúng ta không có nói rằng đụng chuyện gì chúng ta cũng buông xuôi và nói rằng thôi, cái tánh cái người đó là không có cứu được. Mình chưa thử sao mình biết? Mình chưa tìm cách mình chuyển hóa người ta sao mình biết? À, rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị nấu canh chua, mới đầu mình để hết vô trong đó rồi, cái thì mình để me vô rồi á, thì kêu là canh chua. Nhưng mà nếu chưa, trước khi mà chưa để me thì nó thành canh chua không? Chưa có là canh chua, nó là canh rau thôi. Rồi bây giờ nếu mà không có để, chỉ để me dầm thôi á, với đường thôi, là canh chua kiểu Việt Nam. Rồi bây giờ múc muỗng tôm dâm để vô cái thành canh chua Thái Lan. Vậy thì cái tướng và cái tánh của cái nồi canh hồi nãy đó bây giờ được thay đổi. À, cái bản chất của nó đó, cái tính chất của nó. Vậy thì cho chúng ta một cái nhìn tích cực hơn, là ai cũng có thể chuyển hóa. Và mình cũng đừng có nói tánh tôi vậy đó, tôi không sửa được. Không, tại mình không chịu sửa. Chứ nếu mình chịu sửa thì không đến nỗi. Bây giờ mình có thương mình, mình có thương người thì mình phải thay đổi một chút.
Ví dụ như bây giờ mình có những cái tánh, cái tánh hay bắt bẻ, thì mình biết rằng ai cũng phiền não với cái tánh của mình lắm, khổ lắm với cái tánh của mình. Con nhất là con cháu của mình, nó sợ lắm. Không lẽ giờ nó không tới thăm, mà nó tới thăm mà nó rụt rè, nó sợ lắm. Nó sợ nó nói là lát nó dính đạn. Cho nên rồi thôi bây giờ mình thấy con cháu mình sao nó tới với mình sao nó hơi rụt rè, thì mình phải tìm cách mình sửa cái tánh đó. Cho nên cái tướng của mình á, nhiều khi nó nhìn nó nói trời ơi, bữa nay tướng má không vui nghe. Nhiều khi mình đi tới chùa cũng vậy, mình nhìn tướng người mà mình bắt đầu nói chuyện chứ không không thôi thì không dám đó. Hay là mình đi một cái chỗ công cộng, hồi nhỏ đi vô học cũng vậy, bữa nào mà cô giáo thầy giáo bước vô lớp mà nhìn cái tướng ổng là biết bữa nay ổng sao rồi đó nha, mình không dám. Thì bây giờ mình mỗi người cũng vậy. Cho nên cái tánh của mỗi người á, nó căn bản là nó vậy, nhưng mà cái tánh đó có thể thay đổi được. Cho nên như thị tướng, như thị tánh à, nhưng mà có cái căn bản là mỗi cái tánh á, là nó có cái định như vậy. Thí dụ như cái tánh của nước là gì? Là lỏng. Căn bản là vậy. Nhưng mà rồi nó làm sao nữa là do mình biến chế à. Cái tánh nước lạnh là trong, còn nó làm sao nữa, nó đen, nó nâu, nó vàng là do mình pha chế nữa. Cho vì mình phải nhận cái căn bản tánh, cái tánh căn bản, định tánh của mỗi người là như vậy. Thiện ác, hiền lành gì có, nhưng mà rồi nó chỉ tạm thời thôi, vì cái tánh đó tùy duyên mà biến hóa. Người ta mới ví dụ, khi nấu một nồi canh ta dùng tướng rau, tướng bột nêm, tướng đậu hũ góp lại thành nồi canh như ý. Rồi canh rau thì có tính cách của nồi canh rau, muốn nồi canh rau chua thì lại thêm me vào. Đó, như nãy có một ví dụ vậy đó. Thì tùy theo mình à, giống như mình nấu một cái nồi cơm, căn bản là cơm là lạc là nở vậy đó. Nhưng mà rồi mình muốn nó thành cơm gì thì mình làm sao? Thêm thắt vô à, xào rau, xào cà rốt, rồi thêm bơ, thêm magi gì đó, cái thành ra cơm gì? Cơm Dương Châu. Cho nên là căn bản nó là như vậy. Cái tánh, cái tướng của nó, cái tánh của nó cơm là trắng vậy. Rồi mình có thể mình thay đổi. Như thị tướng, gì thì tánh. Bây giờ nói tới như thị thể. Thể là thể chất. Từ cảnh giới địa ngục cho đến cảnh giới Phật đều lấy sắc thân làm thể chất. Người và vật đều có cái thể của nó. Vũ trụ là đại thể, con người là tiểu thể. Vậy thì cá nhân, gia đình, xã hội cũng gọi là thể. Trong một thể cũng có cái tính tướng của nó à. Thí dụ như bây giờ á, xã hội là, mình nói xa ha, quả đất, vũ trụ là đại thể, con người mình là tiểu thể. Rồi trong cái tiểu thể này nó có nữa à, nó có gì nữa? Nó có mỗi gia đình á, một cái gia đình là một cái đại thể, rồi trong mỗi gia đình mỗi cá nhân là tiểu thể. Cho nên á, rồi mỗi một cái thể như vậy thì nó có cái tướng, cái tánh khác nhau, phải không nè? Vậy thì mình bắt ai giống ai? Sao mà tôi nói nó không giống, tôi nói hoài nó không giống tôi, giống sao được? Nội cái tuổi tác là nó đã khác với mình rồi. Mình 40 tuổi, 50 tuổi thì mình thích đầm. Con nít mà 11, 12 tuổi thì sao nó đầm được? Nó cũng đầm nhưng mà nó thêm chữ nhảy đầm. Tức là lóc chóc. Còn mình thì mình 40 tuổi, 50 tuổi thì mình đầm thấm, mình nhẹ nhàng, mình ấy. Còn một đứa mười mấy tuổi sao bắt nó đầm được? Phải không? Thành thử ra tướng nó không vậy, thì tánh nó phải không vậy, thì thể của nó cũng có khác. Thì ở trong một cái đại thể nó có cái tiểu thể, mà mỗi mỗi tiểu thể nó có tánh tướng của nó. Đó, cho nên quý vị học Phật rồi đó, quý vị thấy là Đức Phật chia sẻ kỹ càng mọi sự mọi vật. Để rồi chúng ta làm gì? Chúng ta được có cái nhìn trong sáng về mọi sự mọi vật, mà chúng ta bớt đi cái sự chấp trước. Tất cả mọi khổ đau từ sự chấp trước mà ra hết. Chấp là gì? Tức là dính mắc.
Thật sự ra con người mình ai sống cũng có cái chấp hết á, chứ không có thể nào mà nói không có chấp, có hết á. Nhưng mà cái chấp của mình nó cỡ nào thì mình nhẹ nhàng cỡ đó và mình bớt khổ cỡ đó. Bắt buộc cũng phải có cái chấp chứ, nhưng mà mình chấp vừa phải thì người ta dễ sống, còn mình chấp gắt cũng kiệu thì người ta khó sống đó. Ví dụ như giờ mình nói vậy nè, tới bàn Phật, tới trước Phật phải lại ba lại, đúng, cái đó là nguyên tắc mình nói vậy đó. Nhưng mà rồi mình cũng phải bớt vậy nè, thôi bây giờ á, anh đau chân, đau lưng, đau gối, anh không quỳ được, anh đứng đi, anh đứng xá ba xá. Thật ra cái người đó không xá gì hết, người đó cũng không hề gì, tại vì Phật đâu có rảnh đâu mà ngồi nói để ta coi coi đứa nào lại kỹ, đứa nào không lại kỹ thì cho phước nữa. Đứa này lại kỹ nè, cho nó mạnh giỏi chút, đứa kia không có lại kỹ cho nó mạnh chút chút. Phật không có quẩn đâu làm mấy chuyện đó. Cho nên bây giờ anh đó anh cứ đứng anh khoanh tay anh nhìn Phật thì anh cũng chẳng sao. Nhưng mà mình là đệ tử Phật, mình Phật tử thì mình nghĩ rằng ai đến với Phật thì cũng phải xá chào. Cho nên thôi bây giờ mình bớt chấp nha. Cái vụ cái người kia nguyên tắc là phải quỳ. Bây giờ cái người đó họ không quỳ được, mình nói họ xá, xá cũng là chấp rồi đó. Nhưng mà cái chấp này được, thôi tạm đi. Chứ bây giờ trong cuộc đời này không ai mà không chấp hết á. À, có điều là chấp nhiều chấp ít à, chấp mà ít thì mình khổ ít, chấp nhiều thì mình khổ nhiều, mà không chấp thì không có khổ, nhưng mà hiếm mà. Cái chuyện mà không chấp mà không có khổ là hiếm lắm. Ví dụ như bây giờ nói cái chuyện mình ăn cơm thôi, ăn cơm mà phải có miếng nước tương à, mới đầu nhẹ nhẹ mình đi từ từ mà à, phải có miếng nước tương phải có miếng ớt à, xong cái ớt phải ớt dầm chứ ớt sắc không ngon đó. Thành thử ra mình từ 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 mình lấn vậy đó. Mình lấn vậy đó. Ăn cà ri mà thử thời người ta nấu cà ri mà bình thường cũng ăn, nhưng mà mình thêm chút nữa, cà ri là phải có chén muối ớt. Ăn cà ri phải chén muối ớt, ăn theo kiểu miền Nam miền Tây á, ăn cà ri phải có chén muối ớt, ăn canh chua là phải có chén nước mắm nguyên chất. À, còn ăn bánh xèo ăn theo kiểu miền Tây á, thì lấy rau cuốn, còn ăn kiểu Nha Trang là có bánh tráng nhúng. Để bánh xèo vô cái miếng bánh tráng nhúng nước vậy, rồi gói lại cho nó gọn chứ không có chịu cuốn bằng rau không à. Thì đại mình thấy á, tất cả nó có cái thể của nó, và trong mỗi cái thể nó có cái tánh và cái tướng của nó. Như thị thể, như thị thể tức là cái thể nó như vậy. Vì quốc gia có thể gia, vì quốc gia thể của nó gồm người và nước hợp lại. Ví dụ mình nói là cái thể của cái chùa, thể của cái chùa phải có gì? Dĩ nhiên là phải có Phật, rồi phải có mọi sự mọi vật ở trong này, rồi phải có người tu, phải có Phật tử, rồi phải có tụng kinh, rồi có giảng pháp ra kêu cái chùa. À, nếu mà nó có cái tướng chùa mà nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái tánh chất của cái chùa. Tức là trong này mọi người không có lo chuyển hóa tánh tình và không có cái thể là tu tập thì nó chưa thể gọi là cái chùa trọn vẹn. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, và tới như thị lực là cái thứ tư. Như thị lực là sao? Lực tức là lực dụng. Từ cảnh giới địa ngục cho đến cảnh giới Phật trong 10 pháp giới, mỗi giới đều có công năng lực dụng riêng biệt. Người và vật đều có năng lực vận động. Ví dụ như là con trâu thì có lực dụng kéo cày, máy bay thì có lực để bay. Chư Phật có đầy đủ năng lực từ bi trí tuệ cứu khổ ban vui. Chúng sanh vô minh chấp ngã cũng tạo thành lực cảm quả khổ khác nhau. Như vậy thì trong cái tướng thì nó có cái tánh, nó có cái thể và nó có cái lực. Ví dụ như là
Con trâu thì cái lực của nó là kéo. Cái quạt máy thì cái lực của nó là gì? Là cái quạt để phát ra được cái gió mát. Phật thì có cái lực của từ bi trí tuệ. Nhờ cái lực đó cho nên nó làm sao? Nó vượt, nó đưa mình ra khỏi cái khổ. Còn chúng sanh mình cũng có cái lực để buồn vui là do cái gì? À, do chấp trước, như nãy vừa nói, tùy theo chấp nhiều chấp ít, nhận biết của mỗi người mà chúng ta tăng trưởng cái lực. Ví dụ như mình có cái lực của giận không? Sẵn có cái lực đó không? Có. Cho nên đụng cái tướng không thích coi trời ơi rần rần lên. Không? Tại vì có cái lực đó cho nên cái người mà người ta có cái lực đó sẵn coi, đụng có một cái thì cái lực nó bộc lên là cái tướng nó hiện liền. Rồi nó hợp chung với cái tánh nữa, tánh, thể, tướng, lực nó hiện lên rồi biết luôn. Biết địa chỉ luôn. Cho nên những cái này nó câu với nhau. Nó câu với nhau. Ví dụ bây giờ cái người đó họ có cái tánh là hay tham. Tánh tham. Cho nên rồi hễ mà có cái gì mà nó hiện hiện nhẹ nhẹ là mà có thể quơ được coi, thì bắt đầu con mắt nó hiện lên cái tướng, nó liếc, nó nhìn giáo giác coi có ai để ý không, phải không? Rồi cái lực của trong kia nó lấy đi vắng nè. Một lát nữa là người ta lên cái là lấy không được, thì cái lực nó đẩy cái thì cái người đó làm liền. Cho nên rồi cái người, cho nên mỗi người mình nó có cái tánh, và mỗi cái tánh đó, đó nó có một cái lực, cái sức mạnh, và tùy theo mỗi ngày mình huân. Cho nên cái người mà người ta dễ giận coi, nó có cái lực dễ giận lắm, chút xíu cũng có thể giận được, chuyện nhỏ cũng có thể giận được. Và bây giờ mình như mà cái lực này nó từ đâu mà nó mạnh như vậy? Từ do cái tánh mình huân. Cái tánh mình huân. Cho nên mỗi ngày mình huân chút đó, nó tạo thành một cái lực. Cho nên một khi một cái lực này nó phát rồi á, thì tướng giận nó hiện, phải không? Do cái tánh giận hợp với cái lực nó đẩy thì nó hiện lên cái tướng. À, cho nên mỗi một còn Phật á, Bồ Tát á, tại sao các ngài vượt khổ được? Tại vì các ngài có cái lực của từ bi trí tuệ hơn mình. Còn mình á, thì từ bi cũng có, nhưng mà lúc có lúc không. À, mình thì cũng có cái lực thương người, nhưng mà cái người đó phải dễ thương mới thương. Còn họ không dễ thương, tôi không thèm thương. Cho nên cái lực nó khác rồi. Mà mình thương ai mình đặt điều kiện nữa, phải chi nó vậy thì dễ thương không. À, cho nên mình khác với Phật không nè. Phật là bình đẳng, mà nhiều khi còn ngược nữa. Thấy một chúng sanh mà người ta như vậy mình phải càng thương hơn. Còn mình bây giờ mình thương mình đặt điều kiện không à. Mình cho ai gì mình phải đặt điều kiện nha. Mình phải đặt điều kiện mình mới cho, mình mới làm. Còn không thì mình không đặt điều kiện. Thí dụ như nãy với bà nói, mình thương mình phải nói dễ thương mới thương. Mà tùy theo cái mình hấp. Cho quý vị nhớ mai mốt mình đọc kinh Lăng Nghiêm á, rồi mình sẽ thấy rằng Đức Phật hỏi ngài A Nan, thầy vì sao mà thầy đi tu? Nó tại vì con thấy Phật đẹp, con đi tu. Vậy thì quý vị nhớ là vì đẹp mới đi tu nha, vì thấy Phật đẹp mới đi tu. Cho nên cái tâm khởi ban đầu là khởi vì cái gì mà tu? Vì thấy Phật đẹp, tức là ham sắc rồi chứ gì? Mà khi mà bị cái tâm niệm sắc mà dẫn mình đi tu rồi á, thì mai mốt mình vô mình thấy cái gì đẹp nó mới hấp dẫn mình. Cho nên cái quả của ngạ nan là gì? Bị cô ma đăng dạ cũng vì sắc của ngạ nan, mà cô ma đăng dạ mới thương cái sắc đó, mà phải dùng cái chú, cái bùa, cái thuật để mà dẫn dụ ngạ nan đó. Cho nên cái đoạn kinh Lăng Nghiêm đó chỉ chút đó thôi là mình sẽ thấy nhân quả, nhân nào thì sẽ quả nấy. Tại vì cái tâm mình khởi lúc đi tu nó trật, cho nên vô trong chùa tu quả nó cũng sẽ trật. Ví dụ như bây giờ á, mình thất tình mình đi tu,
Mình vô trong chùa rồi mai mốt cái thất là mất rồi, hết tình cái nó quên cái bữa khác, thấy tình khác cái nó sanh. Vì vì mình cái nhân cái phát bồ đề tâm của mình không phải chân chánh, phải chi mình nói á, vì cõi thấy cõi đời này là khổ cho nên tôi phát tâm tôi tu để thoát khổ. Giống như Đức Phật Thích Ca khi ngài còn là thái tử đó, ngài vì cái gì mà ngài phát? Ngài thấy sanh già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cho nên ngài phát tâm ngài đi tu, ngài muốn tìm ra con đường để hết khổ này. Cho nên suốt cái cuộc đời đi tu của ngài sao, cái quả nó khác. Còn mình bây giờ mình đi tu không phải gì cái đó. Thí dụ như mình thấy nhà nghèo quá, thôi vô chùa tu bớt vài đứa đi con. Nhà đông con mà nghèo, thôi cho nó vô chùa bớt vài đứa nó tu. Vậy thì nó tu là gì? Nó nghèo khổ nó tu. Cho nên mai mốt á, mà ở trong chùa thì cái gì, hễ mà nó thấy của thấy lợi thì nó lại sanh cái tâm tham. Bởi vì nó khổ nó mới tu mà, thì nó thấy cái gì mà lợi lộc cho nó là nó gồm đó. Cho nên nhớ khi mình đi phát tâm á, mình phát tâm mình tu á, nếu mình phát tâm vì những cái không phải là chính đáng, như là trên cầu Phật đạo giáo hóa chúng sanh á, thì ít nhất mình cũng phải nói như vậy: hiện đời này tu để giải khổ cho mình và mong có cơ hội giải khổ cho người thân chúng sanh. Chứ nay giờ già rồi không ai chăm sóc. Thôi đi vô này tu, ít ra cũng có người này người kia. Lỡ mà Quảng Vân không chăm sóc rồi có nguyên tuệ, thí dụ mình cứ sắp đặt cái chương trình đi tu của mình là được hưởng cái này, được hưởng cái kia. Cho nên nhân như vậy thì quả nó sẽ không có thành tựu. Bởi vì từ cái khởi tâm của mình. Cho mình mới thấy trong kinh đó, những cái diễn biến nó xảy ra mà mình đọc bằng cả cái trái tim của mình, mình sẽ thấy rõ ràng là trong đó nó có những cái ý nghĩa hết. Ngài A Nan đi tu không phải vì cầu Phật đạo chúng sanh gì hết, mà chỉ vì thấy tướng Phật đẹp đi tu. Đấy, anh khởi cái nhân đó nha. Cho nên rồi rốt cuộc cái quả cũng trở ngược lại với anh là gì? Vì cái tướng của anh mà làm hại một cô gái. Rồi gì cũng vì cái tướng của anh mà làm khổ. Nhưng mà rồi trong thâm tâm, cô ma đang già cũng đẹp, mà mình không biết đẹp cỡ nào thì mình không biết. Nhưng mà bởi vì tâm cũng có khởi cho nên mới bị bùa thuật nó lôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè: mình không ham mua vàng, mà loại vàng thiệt mà rẻ đó, thì đi ra shopping mà mấy cái anh da đen bây giờ mà cầm cả đống vàng mà đưa mình, hỏi mày muốn mua không, cái này vàng 24 là 5 đồng 10 đồng, mình từ chối dứt khoát liền chứ khỏi cần đấy. Really? That's cheap. Rẻ quá. Rồi bắt đầu mới xin một cái, mình cầm cái gói vàng đó lên là dính liền. Dính nó để sẵn những cái tà ở trong đó rồi. Vì cái tâm mình như vậy. Cho nên rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình không có cái tánh bà Tám, chỗ nào đông đông thôi sợ quá đi cho rồi. Để ghé coi có chuyện gì vậy. Ghé vô có chuyện liền, dính mình liền. Cho nên cái người đệ tử mà đi về thưa với thầy: thầy biết không, hồi nãy con thấy người ta tụ họp vậy, con tới con coi coi chuyện gì. Nó nói con ăn cắp, nó bắt vô, con vô trong bóp, nó nhốt con cả ngày, nó điều tra con á. Mà con nói với nó con tu vậy mà ăn cắp gì, nó cũng không tin, nó điều tra con cả ngày vậy đó. Ông thầy nói xong chưa con? Nó dạ con nói xong rồi. Con làm ơn con leo lên giường cho thầy đập con trận. Rồi ông chồng cái gì, ông mới hỏi thầy: con bị oan ức mà tại sao thầy đánh con? Thầy không có đánh. Thầy đánh là thầy đánh cái bộ gió ăn cắp của con. Đó, tại sao giữa một đống người mà người ta không nghi, mà người ta nghi con? Như vậy chứng tỏ là cái bộ gió. Giống như mình đi vô hải quan á, khi họ hỏi cái gì á, mình đừng có nhìn tới nhìn lui gì hết á, nhìn thẳng. Quý vị đi hải quan là đi vô hải quan á, và quý vị phải đi mấy cái đó. Nó hỏi câu nào thì trả lời câu đó, không trả lời dư mà cũng không trả lời thiếu.
Thí dụ như Pháp Hòa đi vô hải quan nhìn thẳng họ, họ hỏi đi đâu mới về, nói đi đó thôi. Mà hôm nào á mà mình đem cả đống đồ, họ không hỏi gì hết, mắc gì nói I have two boxes. Họ không có hỏi nói gì. Cho nên rồi có nhiều khi đi qua cái mấy vị mới nói ủa sao thầy đem đồ nhiều mà nó không có xét, nó có hỏi gì đâu nói. Mà nó hỏi chi thì mình nói nấy. Cho nên là trở lại cái chuyện này cũng vậy. Cái lực là cái gì? Tức là cái lực là cái sức mạnh mà tùy theo cái tâm niệm khởi của mình mỗi ngày, cái gì mà nó tạo ra cái lực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như cái tướng của mình là tướng Phật tử, cái tánh của mình là cái tánh Phật tử. Rồi mỗi ngày á, cái thì tự nhiên đó, nó sẽ tạo ra cái lực của Phật tử là sao. Đi tới đâu thì mình cũng hỏi bữa nay thứ bảy ở đây có chùa nào tụng kinh thuyết pháp không, sáng nay là sáng chủ nhật có chùa nào tụng kinh thuyết pháp không. Thì tự cái lực của Phật tử mình có rồi, cho nên nó là cái sức mạnh nó đẩy mình. Còn cái lực của mình là lực điểm sắm, nghe mình tới mình hỏi ở đây có cái tiệm điểm sắm nào ngon không. Thành thử là sao, bởi vì hằng ngày mình cái tướng cái tánh của mình nó huân cái đó. Cho nên mà mình là tới đó cái mình hỏi ở đây có cái tiệm nào phùng chảo ngon không. Cho nên là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, bây giờ tới như thị tác. Như thị tác là sao? Tức là tác là gì? Tác tức là tạo tác. Tạo tác là gì? Con người muốn tu thành Phật thì việc tu gọi là tác. Anh học trò muốn trở thành thầy giáo hay bất cứ ngành nghề nào phải học theo đúng cái gọi là tác. Đó, hồi nãy mà nói đó, mình có cái lực thì mình mới tác. Tác tức là mình tạo tác, mình làm. Mình muốn là cái người tu thì cái lực. Cho nên quý vị biết á, khi mà mình khởi tâm á, nó là cái sức mạnh. Nó là cái sức mạnh. Và qua ví dụ như là mình muốn đi chùa, thì cái ý muốn đi chùa đó, nó là cái lực. Thì mình sẽ hành động bằng cách là dù hôm nay lạnh, nhưng mà cái lạnh mình nói đây á, là mình đang so sánh cái lạnh của cái giờ phút này với cái mùa hè mà chúng ta đang hưởng. Chứ thật sự nếu lấy cái lạnh này mà so với cái giữa mùa đông sắp tới thì cái lạnh này là gì? Là gì hết. Thì tự nhiên mình đi chùa được thôi. Cho nên mình phải, cái tâm niệm của mình nó là cái lực. Bây giờ tôi thấy, tôi quán lại, tôi thấy cuộc đời tôi mấy mươi năm khổ quá. Bây giờ tôi quyết định tôi đi tu. Bây giờ tôi biết tôi quyết định tôi đi tu rồi, thì bây giờ có khó khăn, có cực nhọc cỡ nào, tôi nhất định tôi sẽ thành tựu được cái ý nguyện đi tu của tôi. Và tôi nguyện rằng tôi không có để gì lại được cho con cháu hết, ngoài cái hình ảnh tu hành của tôi. Cho nên một khi mình nhắm mắt mình ra đi về với Phật, thì mình phải để lại cái tướng trạng cho con cháu mình thấy rằng đi đẹp má tu, nhưng mà rõ ràng trong thời gian má tu, ba tu có kết quả. Đâu có cần mình làm gì. Hằng ngày siêng năng tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, nghe pháp tu huệ. Mỗi ngày để chút thì giờ ra làm việc trong chúng, lo cho chùa chiền tu phước. Mà một con người mà phước huệ mà đầy đủ, nó là cái lực làm cho mình tu. Cho nên cái lời phát nguyện của mình đó, nó là cái lực, mà chính cái lực đó, nó tác. Cũng giống như hôm rồi mình nguyện á, là nhân cái lễ vía Quan Âm Bồ Tát, chúng ta lễ phẩm phổ môn. Trời ơi, mới nghe một chữ một lại là mình hết hồn hết vía rồi. Không, vía Quan Âm đâu chưa thấy mà thấy tôi hết vía rồi. Nhưng mà mình phát nguyện một cái thì cái nguyện nó là cái lực. Nó là cái lực, cái thiền sao? Mình lại 3 giờ đồng hồ. Mà lại một ngày 3 thời phải không? Một ngày hôm đó mình lại 9 tiếng đồng hồ. Thì nhưng mà bây giờ nếu mình lại ở nhà đó, cái lực nó yếu lắm. Mình lại xong mình thấy cái ghế. Mình lại mình thấy cái ghế tiện quá, cái mình xè qua mình nói Phật quan hỷ cho con xá.
Nhưng mà mình lại với đại chúng là có khác. Cái lực của đại chúng nó tác cho mình, tức là nó làm cho nó là một cái, nó một cái lực, là nó cái động, cái động, cho nên ta kêu động lực á. Cái lực đó nó là cái động lực, nó làm cho mình hình thành cái chí nguyện của mình. Cho nên tu với chúng là vậy đó. Tu ở nhà một mình cũng được, nhưng mà cái sự thành công của mình nó ít lắm. Tại vì ở nhà của mình á, mình nhớ là một mình của mình mà chống chọi với các thứ ma đó, chống không nổi. Ma dại đãi nè, ma buồn ngủ nè, ha, ma này ma kia, ma ham đi chơi, ham mua đồ xeo, rồi mỗi thứ nó réo mình. À, mới cầm quyển kinh lên cái nó nhíu mắt lại, nói thôi nằm nghe pháp đi, đọc gì. Nó nói nghe có lý chứ. Nó nói nghe có lý, nó nói đọc chi, mỏi mắt nằm đi, bây giờ người ta làm băng sẵn rồi. À, rồi cái mở cuồng băng vô nằm nghe thì ma kia nó nói tiếp, nó nói mệt thì cứ ngủ đi, pháp cũng còn đó. Cho nên quý vị thấy mình ở nhà mình là nó vậy đó, nhưng mà mình ở chung với chúng. Còn thí dụ bây giờ mình thấy cái việc nhà ngổn ngang, mình bỏ đó, nhưng mà ở trong chúng á, trong luật dạy chớ được ở trong phòng riêng hưởng sự nhàn rỗi mà thấy chúng làm việc mà không làm. Vì mình sống với chúng, chúng làm việc là mình phải làm việc, không được đi vô trong phòng mà tìm sự nhàn nhã riêng, trừ trường hợp mình thật sự có bệnh thì mình trình cho các vị biết là hôm nay tôi có bệnh, tôi xin được nghỉ chấp tác. Nhưng mà nghỉ chấp tác và phải tìm cái việc nào nó đúng với cái sức khỏe của mình để làm. Ví dụ nó hôm nay tôi không xuống dưới, tôi chùi nhà được, cho tôi xin phép tôi trên này tôi làm hương đăng, tùy theo sức khỏe, chứ không có nhàn rỗi. Bởi vì cái cơ hội mà làm cho chúng đó là cái cơ hội tạo phước, mà chính cái phước đó nó là cái lực, nó đẩy cho mình đi cho nó tới. Cho quý vị biết á, có những vị Pháp Hòa biết á, hôm rồi thầy viện chủ nó, ngày xưa có một vị hòa thượng, ngài đứng trên lớp, ngài dạy bao nhiêu thế hệ tăng ni, nhưng mà cả đời của ngài chỉ thọ có một cái giới thôi, đó là giới sa di, không thọ tỳ kheo giới. Mà trong khi đó là ngài là đáng bậc thầy của bao nhiêu thế hệ tăng ni vô chùa đó tu và học ngài dạy, nhưng mà giới là chỉ thọ một giới sa di thôi, không thọ tỳ kheo. Và chính những cái nỗ lực như vậy, cái hình ảnh như vậy, nó khuyến tấn những người sao rất nhiều. Cho nên quý vị đã ở trong chùa mấy chục năm vậy đó mà không bao giờ lơi đễnh cái chuyện tu hành. Như Pháp Hòa biết có chư vị hòa thượng năm nay là gần 80 tuổi mà mỗi một ngày là ra lại với đại chúng mấy trăm lại. Lại kinh Pháp Hoa, mỗi chữ lại giống như mình ở đây mình lại mấy trăm lại. Thật sự ra cái đó với cái người mình ta nói ổ bộ lại vậy là tu, thưa tu thì nó nhiều nhiều pháp, nhiều đường lắm, không phải như vậy gọi là tu là thành Phật. Nhưng mà muốn thành Phật, muốn tu thì đó là những cái pháp tu mà chúng ta làm. Bây giờ nếu chúng ta không tụng kinh thì chúng ta sẽ làm gì? Một là ngồi rảnh, hai là ngủ, ba là nghe nhạc xem phim thì nó phí đi. Thì thay vì mình làm những việc đó thì tại sao mình không làm cái việc khác? Như Pháp Hòa nói với chú Trung Thiện là bây giờ là còn thời gian ngắn là con đi học xa, trong thời gian này rảnh ban ngày không có nên phí thời gian, lấy cuốn sách truyện lên trên này ngồi đọc, đọc một câu rồi thử mình hiểu, coi coi mình có hiểu câu đó không. Cho Pháp Hòa bắt chú phải ngồi đọc cho Pháp Hòa nghe, rồi Pháp Hòa hỏi chú cái câu đó nghĩa là gì. Hồi chiều mà thường thường là mỗi lần mà ăn cơm hay là Phật tử đem gì tới cho đó, Pháp Hòa hay hỏi mấy chú ăn mà biết cái món đó là gì không. Thứ nhất là muốn cho mấy chú biết những cái tên gọi bằng tiếng Việt Nam,
Thứ hai là không để mà quên, cứ nhớ tiếng Anh không, rồi phải biết cái đó, rồi phải biết cái đó ai cho để mà mình ghi ơn. Còn nhỏ thì mình phải tập như vậy. Cho nên lúc nào lên ăn rồi Pháp Hòa cũng hỏi trái này kêu trái gì. Hồi chiều chú Trung Tính chú ăn một món, Pháp Hòa hỏi con ăn con biết món đó là gì không. Chú nghĩ hoài, chú nghĩ không ra, chú mới nói cái này là chú kêu là chè khô. Là quý vị biết cái gì không? Xôi á. Tại vì thường thường chú ăn chè là chè đậu, đậu đen, chè đậu xanh, chè đậu đỏ, mà tự nhiên hôm nay ăn với cái nếp xôi đậu đen mà không nhớ kêu gì. Pháp Hòa hỏi món này món gì, nói kêu chè khô, nhét đậu, bỏ đậu. Cho nên thường là chính những cái đó Pháp Hòa làm vậy để làm chi? Để mỗi ngày nó huân một cái chút. Giống như mình bây giờ, thật sự ra nhiều khi mình cũng quên đó. Tiếng Việt mà dài cái chữ mình ít dùng đó, có nhiều lúc mình muốn nghĩ cái chữ đó là gì, không nhớ ra, không nhớ là phải nói cái câu là gì. Rồi nghe tiếng Anh cũng vậy. Cho nên cái gì cũng do cái chính cái lực nó mới tác, chính cái lực nó mới tác. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có tướng của mình, có tánh của mình, có thể của mình, thì dĩ nhiên phải có cái lực và có cái tác. Có những Phật tử người ta ở xa chùa, nhưng mà người ta nghe ở đó có một vị pháp sư tới nói pháp, là tới đi cả 500 cây số, cả ngàn cây số, đi bao nhiêu giờ đồng hồ. Tại sao người ta đi được? Đi là cái tác, nhưng cái gì mà làm cho người ta đi được? Chính cái lực. Cái lực là cái tâm, cái sức mạnh của sự ham cầu. Cho quý vị biết là mình nhớ là mình có bốn loại thức ăn đó: đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Tức là những cái ước ao, cái ước nguyện của mình, nó sẽ thành một cái món ăn, nó nuôi dưỡng mình. Thí dụ như một người tu muốn mai mốt mình thành tựu để mình giáo hóa chúng sanh, thí dụ vậy, thì cái ước nguyện nó sẽ thành một món ăn, nó nuôi dưỡng con người tu của mình, để một ngày nào đó cái ước nguyện mình hình thành. Thì bây giờ mình nói một cái người mà họ khủng bố người khác, họ có tư niệm thực không? Có. Nhưng mà cái tư niệm thực của họ không lành mạnh. Tức là họ nuôi một cái ước nguyện, một cái ước ao, một ngày nào đó họ phải chế ra được bom, họ phải ôm bom vô, họ nổ bung cái tòa nhà đó để mà hại bao nhiêu số người đó, để họ lấy công, họ lập một cái nguyện gì đó đối với các đấng thần linh của họ. Thí dụ vậy, thì cái đó cũng là một tư niệm thực. Nhưng mà cái tư niệm thực đó là tư niệm thực không lành mạnh. Còn chúng ta là những người Phật tử, chúng ta có một cái tư niệm thực phải lành mạnh. Phải lành mạnh. Cái tư niệm thực đó nó sẽ thành ra cái lực, và nó làm cho mình có tác. Giống như cô Trúc Kim á, cô bệnh. Nhưng mà cô có một cái tư niệm thực là luôn luôn là hôm nào mình có cái lễ gì là cô muốn đến. Trên cái lực đó đó, mỗi một lần mà chúng ta có pháp hội hay cái gì đó, cô đều tới bằng cái sức khỏe của cô, chứ không có để cho cái bệnh tật đó nó đẩy lùi mình. Phải có cái lực. Như thị tác. Cái thứ sáu gọi là như thị nhân. Nhân tức là nguyên nhân được tích tập. Mỗi giới đều có nguyên nhân mà hình thành, nhân ấy tích lũy không gián đoạn. Người đời thường hiểu rằng gieo nhân lành thì gặp quả lành, gieo nhân ác thì thành quả dữ. Mọi vật trong đời xuất hiện đều có nguyên nhân của nó. Thì tất cả đều có cái nhân. Có những người ta phát tâm học Phật nhờ nghe một cái bài, mà xưa nay họ cũng nghe pháp, nhưng mà chưa, mấy cái bài pháp đó chưa đủ khai mở. Tự nhiên có một cái nhân nào đó khai mở bằng một cái bài pháp khác,
Thì từ đó nó là cái nhân, cái yếu tố để mà tạo cho người đó tiếp tục tạo nhiều cái duyên nữa trong Phật pháp. Thí dụ như mình đi chùa cũng nhờ cái nhân là hồi nhỏ đi theo ông bà nội, ông bà ngoại, hay là nhờ hồi nhỏ mình ở gần chùa chiền, mình ở gần những người Phật tử, người ta tụng kinh, thí dụ vậy, vân vân, thì chúng ta phát tâm. Rồi bây giờ cái nhân thì mình đã dư biết, là không có một cái gì mà nó không có cái nhân của nó. Bất cứ cái gì nó cũng có cái nhân của nó. Nhưng mà cái nhân này á, nó phải có điều kiện nó mới hình thành. Cho nên cái thứ bảy gọi là duyên như thị. Nhân như thị, duyên như thị. Thí dụ như nhân là gì? Là mình có cái hạt giống. Nhưng mà ở trong cái hạt giống đó nó cũng có duyên á. Tại vì nó phải có duyên là có cái cây nó mọc lên, rồi nó hình thành quả, rồi trong quả đó nó mới tạo ra những cái nhân khác. Rồi cái nhân này muốn có quả nữa thì phải có duyên. Duyên tức là những điều kiện phụ trợ cho cái nhân nó hình thành. Ví dụ như giờ mình muốn ăn chay, mình có cái tâm thích ăn chay mà mình thiếu cái duyên, không có ai trợ cho mình hết. Vừa rồi Pháp Hòa đi Mỹ hay giảng thì có cái anh Phật tử tội, anh phát biểu, anh hỏi một câu hỏi là con thích ăn chay, muốn ăn chay mà khổ nổi con có một cái tật, một là không biết nấu, hai là không là khó ăn, ăn phải ăn ngon chứ ăn dở ăn không được. Nhưng mà khổ một cái là anh ở xa quá, mà những Phật tử ở gần đó người ta phát tâm, người ta sẵn sàng người ta nấu cho anh ăn, nhưng mà khổ một cái thiếu duyên là anh ở xa quá. Cho nên mình mới thấy một cái việc gì mình làm mà nó thành tựu được không phải là một nhân một duyên, mà nó nhiều nhân nhiều duyên trong đó. Nó lạ lắm, nó lạ lắm. Chứ cái duyên tức là cái mà những cái điều kiện nó giúp cho cái nhân nó hình thành. Một cái hoa mà nó muốn lên bông thì nếu mà không có mưa, không có ánh sáng mặt trời, không có không khí thì cái hạt hoa nó không lên được. Cho bây giờ mình quán thân nè, mình có cái thân này là có cái tướng nè, có cái tướng là có cái thân thể mà. Rồi có cái thân thể này, rồi cái thân thể này là cái tướng là thể nè, rồi có cái tánh, rồi mình có cái lực, có cái tác. Thì mình biết rằng á, cái nhân này á, nó hình thành cũng là nhiều yếu tố. Cái tướng này mà nó hình thành là nhiều nhân và nhiều duyên. Nhưng mà rồi á, một lúc nào đó cái nhân duyên này nó cũng sẽ hội đủ những cái nhân duyên khác để nó làm cho cái đó héo úa. Bây giờ quý vị nhìn cây coi, lá rụng, cây trơ trọi, trời lạnh rồi đó, giờ đó cái nhân cái là có cây, rồi có tướng là có lá, rồi vậy đó. Rồi bắt đầu nó chuyển thể, nó thành ra lá vàng, rồi nó rụng xuống, cái mình thấy vậy, cái khí trời lạnh cái mình kêu là mùa đông. Vẫn là trời mưa, nhưng mà mưa mà tại cái đụng cái khí lạnh cho nên nó thành ra tuyết. Chứ nếu mà nước mà rơi xuống mà gặp cái khí ấm thì nó thành ra mưa. Cho nên tất cả đều có nhân duyên. Ngày hôm nay mà mình đến được với Phật cũng có nhân duyên chứ không phải bình thường. Có nhiều người ta không đi chùa, nhưng mà nhân trong gia đình có một người mất, cái nhân người mất đó là cái duyên tạo cho họ đi chùa. Rồi nhân như vậy, duyên như vậy, thứ 8 là gì? Quả như vậy. Đã nhân duyên thì phải có quả. Quả là gì? Là kết quả. Bây giờ là mỗi ngày mình có cái nhân rảnh rỗi, mình có cái nhân rảnh rỗi và có cái duyên là kinh sách nhiều mà không chịu đọc, thì làm sao có cái quả hiểu biết Phật pháp?
Thành thử ra rõ ràng rồi, bây giờ là mình có cái nhân rảnh rỗi, có cái duyên là thích, có người cũng rảnh rỗi. Rồi duyên là hai cái điện thoại nó gặp nhau. Thành thử ra cái quả là gì? Mình cũng sẽ biết tất cả mọi chuyện trên thế gian này, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện trong, chuyện ngoài vậy hết. Nhưng mà tùy theo cái mình tạo cái nhân, cái duyên để nó có cái quả tốt. Thí dụ như bây giờ á, nhân duyên ở trên cõi đời này, trên trái đất chúng ta đang hiện bây giờ là có đường dây internet. Và chúng ta biết vận dụng cái internet đó để chúng ta biết những tin tức thời sự thế giới, để chúng ta học hỏi hiểu biết bài pháp giảng kinh, biết hết. Thì nếu mà chúng ta có cái chánh niệm soi rọi vào mỗi cái nhân duyên mà chúng ta có, để chúng ta tạo được cho mình có một kết quả tốt, thì cái đó quá tốt, quá quý. Cho nên làm gì làm rồi của cái ánh sáng chánh niệm đó nó cũng soi rọi. Chánh niệm là gì? Tức là mình có ý thức rõ ràng là mình vận dụng cái này để làm gì. Như thị quả, cái thứ chín là như thị báo. Như thị báo là sao? Tức là quả báo. Mỗi giới đều do tích tập nhân duyên quả, sau đó cảm lấy quả báo. Nghiệp báo của chúng sanh sai khác, cho nên cảnh khổ lạc sai khác. Đức Phật do tu hành và nguyện độ chúng sanh mà có báo thân là thân Phật, và báo độ là cõi Phật trang nghiêm. Con người hay chúng sanh nói chung có cái nghiệp báo chung và nghiệp báo riêng do hành động tạo tác có sai khác. Chúng sanh tạo nghiệp đó là chánh báo, hoàn cảnh môi trường chúng sanh đang sống là y báo. Quý vị nhớ mình hay nói cái từ đó đó, chánh báo với y báo đó. Mình có nhân, có duyên, và với pha lẫn với cái chánh niệm của mình thì mình sẽ tạo ra quả báo tốt. Nhân, duyên, quả. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, và cuối cùng là cái báo, cái quả báo nó như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói quả báo là gì? Tức là cái mình hưởng đó. Thí dụ như bây giờ á, cái nhân là mình rảnh, duyên là có kinh sách, rồi mình lấy, mình do mình dùng cái thời gian mình đúng, mình đọc kinh, cho nên cái quả của mình là gì? Có thời gian đọc sách. Thì cái cuối cùng là cái quả báo của mình là gì? Đó là sự hiểu biết. Hay là nói một cách khác, cái quả nhờ cái nhân duyên mà chúng ta đọc sách, cho nên cái quả của chúng ta có được là có hiểu biết. Và cái quả báo của mình phải nhận là gì? Khi bất cứ chuyện gì trên đời này nó xảy ra, mình biết dụng cái mình đang học để ứng phó. Bây giờ mình biết mình tu cỡ nào á, hôm nào việc nó đến á, mình thấy là hồi trước á, cái việc này mà xảy ra là mình đã la làng lên rồi. Nhưng mà sao gần đây á, cái việc này nó xảy đến, mình lại có cái sự điềm tĩnh hơn. Cái tâm của mình nó bớt khổ hơn, thì bớt khổ đó là cái quả báo mà mình, cái công phu của mình trước kia. Cho nên đại chúng đừng có lầm cái chữ quả báo là chuyện xấu. Quả báo có thể là quả báo tốt. Thí dụ như bây giờ cái bác đó hồi nhỏ đó, bác chăm sóc cho cha mẹ, rồi con cái bác thấy như vậy cho nên chăm sóc bác. Rồi bây giờ mình nhìn bác mình nói sao? Bác đó đang chịu quả báo đó. Nói vậy được đó. Tại vì sao? Quả báo của bác đó là gì? Là con của bác đã chăm sóc bác. Như vậy thì cái quả báo không chỉ có nghĩa là xấu. Nhưng mà tại lâu nay á, mình nghe cái chữ quả báo nó thường, cho nên mình nghĩ cái chiều ngược của nó, cái chiều trái của nó là quả báo tiêu cực. Chứ thật sự cái chữ quả báo là gì? Tức là những cái cảm thọ về cái gì mà chúng ta làm thôi, đều là quả báo thôi. Thí dụ như đời này mình tu nè, rồi giờ đời sau nữa mình tu, và đời sau mình tu là cái quả báo. Hay là bây giờ tất cả gia đình mình có an vui hay không, mình đang hưởng cái gì đó là quả báo, lành hay là không lành. Cho nên đừng có lầm. Đa số thì giống như cái chữ nghiệp hiểu sai vậy đó. Mỗi lần gì ta nói cái nghiệp thì tự nhiên nói không, cái này không phải nghiệp. Tu hành cũng là nghiệp, nhưng mà điều nghiệp tốt hay nghiệp xấu.
thì quả báo cũng thế. Nếu mà chúng ta nhân tốt, duyên tốt thì quả tốt. Mà quả tốt thì cái quả báo của cái trái tốt đó là gì? Là ngọt ngon. Thì mình cũng vậy thôi. Mình gieo nhân tu, duyên với tất cả người tu, hoàn cảnh để tu, thì cái quả của mình là tu. Và tâm hồn mình phải hưởng là gì? Là sự thảnh thơi. Cho nên bây giờ rồi cái cuối cùng là gì? Là bản mạc cứu cánh. Bản là bổn, là gốc, từ đầu, từ cái tướng. Chữ mạc là từ cái chỗ quả báo. Cho nên cái câu thứ 10 mà khi ta nói là mình phải hiểu rằng ý người ta muốn nói rằng từ cái số 1 cho đến cái số 9 này nó duyên lại với nhau và nó rốt ráo là như vậy. Trước sau là như vậy. Bây giờ mình nhìn nè. Hễ mà mình có cái nhân tốt, duyên tốt, tướng tốt, thể tốt, tánh tốt, lực tốt, tác tốt, thì tự nhiên trước sau gì nó cũng tốt. Còn nếu mà mình có cái tướng xấu, thể xấu, tánh xấu, lực xấu, tác xấu, nhân xấu, duyên xấu, quả xấu, thì quả báo xấu, thì trước sau rốt ráo nó cũng xấu. Bây giờ mình có nếp tốt, men tốt, muối tốt, người vò cái viên cơm rượu tốt, không phải là tánh tốt mà bàn tay tốt. Vò cái viên nó như thế nào, rồi cái độ ẩm nó tốt, cái nhân duyên, độ ẩm tức là nhân duyên. Men với nếp là nhân duyên, men với nếp là nhân duyên, độ ẩm là nhân duyên. Nếp á, là tướng, rồi thể, rồi dụng, rồi tất cả những cái đó nó tác, nó gom lại với nhau, để rồi cái quả báo của nó là gì? Là một ly cơm rượu ngon ngọt. Vậy chúng ta hiểu như vậy để làm gì? Để chúng ta có một cái nhìn tất cả mọi hiện tượng và chúng ta thoát ra được cái ý niệm là có một người nào đó, có một bàn tay nào đó tạo nên. Không, tất cả đều do nhân duyên mọi thứ mà kết lại. Thấy như vậy, trước hết thì chúng ta phải thấy rằng có bổn phận duy trì bảo vệ. Thứ hai là niệm ơn và sống. Vì mình thấy rằng ngày hôm nay cái quả báo của tôi như thế này nè, tôi được có chỗ tôi ở, tôi tu nè, và tôi được có những người bạn đạo rất tốt, thì rõ ràng do mỗi ngày tôi đã tạo những nhân duyên tốt. Và tướng của mỗi người tốt, thể của mỗi người tốt, lực của mỗi người tốt, tác của mỗi người tốt. Cho nên gom hết những cái tốt của mỗi cá nhân đó, mỗi cá thể nãy đó, để thành ra một cái tập thể cộng đồng tốt. Và quả báo của chúng ta bây giờ đang hưởng là gì? Quả báo chúng ta đang hưởng là 5 ngày đi làm, cuối tuần về chùa tụng kinh nghe pháp, mọi người sống hài hòa được với nhau. Bởi vì sao được như vậy? Bởi vì chúng ta đã, mỗi người, mỗi cá nhân đã tự tạo cho mình một cái tướng, cái tánh, cái thể, cái tác, cái lực, cái nhân, cái duyên tốt. Rồi từ một cái cá nhân nó gom lại thành một đại thể. Hồi nãy mình nói thể nó có tiểu thể, đại thể. Mỗi cá nhân là tiểu thể, mỗi tiểu thể nó có đủ chín cái yếu tố kia, nó gom lại, nó hình thành cái đại thể. Và trong cái đại thể này nó cũng có tướng. Người ta nhìn vô cái tướng, thí dụ bây giờ người ta nhìn nguyên một cái đạo tràng đông, người ta nhìn cái tướng, rồi người ta nhìn vô, người ta thấy được cái tính chất của đạo tràng là hòa hợp, thanh tịnh, an vui. Rồi ta thấy được cái thể của mình là ai ai cũng biểu hiện được, ai ai cũng biểu hiện được cái thể của mình, cái bản chất của mình. Rồi ai cũng đều có cái lực, cái sức mạnh để rồi tạo tác ra hành động. Mỗi người có lực để đi hành động. Cho quý vị thấy tại sao một cái đoàn thể nó mạnh được,
là mỗi người, do mỗi người có được những cái chất liệu của cái này, thì từ những cái này nó tạo nên một cái đại thể. Cho nên một cái bó đũa đó, thì người ta bẻ không có gãy. Nhưng mà nếu mình là mỗi chiếc đũa thì người ta bẻ dễ dàng. Thậm chí người yếu người ta bẻ cũng được. Và thậm chí người ta chẳng cần bẻ, cứ để mình yên vậy, một riết thì mình tự mình múc và mình tự gãy. Có những chiếc đũa đó nó lâu quá rồi nó giòn, nó bở bên trong rồi. Nó chỉ nhiên mình đang lấy cái chiếc đũa đó mình soi cái gì đó, chiếc đũa gãy ngang, và mình nghĩ rằng cái này là chiếc đũa dư sức làm, nhưng mà đã đến lúc chiếc đũa không còn được, tại vì một mình thì nó yếu đó. Cho nên á, mình học cái này á, để rồi mình thấy á, cái sự hình thành của mọi sự mọi vật, rồi chúng ta biết nhìn, biết quán, để chúng ta đưa cái tâm của mình đến cái chỗ thanh thoát hơn, tự tại hơn, nhẹ nhàng hơn. Thí dụ bây giờ mình nhìn nè, mình phải biết rằng á, cái nhân của mình là có một cái thân thể, và cái duyên của cái thân thể này là một ngày nào đó mọi yếu tố ở trong cái thân thể này nó yếu rồi thì nó sẽ đi tới cái chỗ bệ rạc. Và khi nó bệ rạc như vậy, nhưng mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta rõ ràng, chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn còn cái quả báo mà chúng ta đang hưởng đây là bệnh tật. Nhưng trong cái quả báo này nó vẫn còn có một chút quả báo tốt là bệnh tật mà được chữa trị, được ở một cái hoàn cảnh tốt. Chứ còn trước sau gì rồi mọi người đều phải có một quả báo đến với mình hết. Nhưng mà có điều là quả báo này tốt hay xấu mà thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn ngồi than vãn cuộc đời của mình á, thì ai cũng là một cái tuồng hát mà nó đẫm những cái nước mắt. Tại vì mỗi người chúng ta đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Ít có người nào mà có một cái cuốn tiểu thuyết về cuộc đời mình mà nó đẹp từ đầu đến đuôi lắm, hiếm lắm. Mà thường thường đại chúng nhớ, người ta hài kịch á, thì coi cười vui vậy rồi thôi, người ta chẳng nhớ gì. Mà thường thường cái hài kịch là cái mà người ta cho vui, cho giải trí, chứ ít ai gọi là cho nó là một cái tác phẩm. Bi kịch thì luôn luôn nó làm gì, nhưng mà nếu mà cái cuốn đó nó hay thì là bi hài kịch. Nó có bi, nó có hài. Có những lúc mình cười, có những lúc mình khóc. Bây giờ cái cuộc đời ai nó dày cỡ nào, một cuốn sách nó dày cỡ nào thì cũng có ngày nó sẽ kết thúc. Bởi vì dày cỡ nào đi thì cũng phải có trang cuối chứ. Thì cuộc đời của ta cũng thế, anh hùng cỡ nào rồi cũng có ngày hết. Đây hồi nãy Pháp Hòa thấy cuốn thời báo đăng một cái bài gọi là 10 ông vua và được coi là ác ôn. Tại vì sao? Tùy theo mỗi ngày mình sống, và nó trở thành ra những cái tác phẩm cho người sau, người ta viết thôi. Cho nên cuộc đời của mình á, là một cuốn tiểu thuyết không có lời. Nhưng mà rồi á, người ta sẽ nhìn mình, để rồi người ta có những nhận định về cuốn tiểu thuyết đó, mặc dù nó không lời không chữ. Vậy thì chúng ta tự mình phải quán chiếu mình sống như thế nào, để mình có một cuốn tiểu thuyết mà để lại cho người sau thôi. Cho nên mỗi người chúng ta có cái quả báo hết, không ai mà không có quả báo hết đó. Cho nên ví dụ mình gặp cái một vị mà có được cái an vui hạnh phúc về tuổi già, thì mình cũng có thể nói bác có cái quả báo tốt, không? Còn anh kia có quả báo xấu. Vậy thì không ai mà không có quả báo. Mà cái quả báo này là tại sao nó như vậy? Bởi vì mỗi ngày do tướng, do thể, do gì nữa, do tánh, do lực, do tác, do nhân, do duyên, do quả, nó như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói, Như Lai là cái người thấy tất cả các pháp
tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo đều như vậy, gọi là thập như thị. À, thập như thị. Bây giờ trong kinh mới định nghĩa chữ như và chữ thị nè. Như là gì? Bất dị danh như, vô phi viết thị. Nghĩa là chẳng khác gọi là như, chẳng sai biệt gọi là thị. Chẳng khác gọi là như, chẳng sai biệt gọi là thị. Đó là đặc tính chung của tất cả pháp giới, bao gồm thế giới chúng sanh cho đến thế giới của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát đều không ngoài như thị. Cho nên nó có nhiều vị người ta tu có hai chữ à. Hễ mỗi một cái việc gì mà nó đến cái thì người ta nói như thị, như thị. Cái là nó đã như vậy rồi thì mình phải chịu thôi. Cũng giống như bây giờ mình đang ở cái xứ này, là cái xứ của mình đó, là tháng 11 này là bắt đầu lạnh rồi. Rồi mình chạy ra đường mình cứ ngửa lên mình chửi hoài, mình nói tại sao cứ lạnh hoài, tôi khổ quá, đừng có cho tôi lạnh nữa. Thì cái người kia ta như thị, anh không biết anh đang sống ở đây sao? Anh sống ở đây thì anh biết rằng tháng 11 cho tới thấu cho tới tháng 5 là nó phải lạnh, như thị. Phải nhân như vậy, duyên như vậy. Cho nên mỗi con người của mình á, ai cũng nằm ở trong cái bất cứ cái hình tướng hiện trạng nào rồi nó cũng không ngoài 10 cái này. Nhưng mà bởi vì chúng ta là những cái người mà có chánh niệm. Rồi bây giờ mà chúng ta cái tướng là không thể đổi rồi đó. Tướng mình sanh ra vậy là không đổi phải không? Cái tánh mình là có thể đổi. Cho nên trong cái tướng, cái tánh rồi cái gì nữa? À, cái thể. Cái thể tức là mọi người đều có cái thể của nó. Thí dụ cái ly nè, cái thể của nó là có cái mặt ở trên dày. Cho nên đó, cái thể thì đồng, cái thể thì cấu tạo nó đồng, nhưng mà cái dụng của mọi thứ nó khác. Khi mà mình sanh ra đó, mình ở trong bụng mẹ đó, tất cả con người mình nó đồng một thể, tức là nó có mặt đồng một cái nhân duyên như vậy. Ví dụ lỗ mũi phải mọc đây, mắt phải mọc đây, ví dụ vậy đó. Đó, cái thể nó hình thành vậy. Nhưng mà sanh ra rồi thì mỗi cái nó có cái dụng của nó. Lỗ mũi là để thở, cái dụng của lỗ mũi là để thở. Cái dụng của con mắt là để nhìn, cái dụng của cái miệng là để ăn nói. À, cái lỗ tai, cái dụng của lỗ tai, cái thể của lỗ tai là vậy nè, cái tướng của lỗ tai là vậy, nhưng mà cái dụng của lỗ tai là gì? Là để nghe. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết có chánh niệm á, thì chúng ta sẽ nhìn có chánh niệm để đưa đến quả báo tốt. Chúng ta sẽ nghe chánh niệm để chúng ta có được cái quả báo tốt. Chúng ta sẽ ăn có chánh niệm để có sức khỏe tốt. Chúng ta phải nói chánh niệm để chúng ta có được một cái phước đức, cái căn lành tốt. Cho nên thể thì ai cũng có, nhưng mà mỗi người dùng cách khác. Ăn thua mình có tu tập để có được cái quả báo cho tốt. Thì giờ nói tóm lại, chúng ta đều có phước hết để chúng ta có được cái thân này đầy đủ sáu căn. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm, có tu tập, thì chúng ta sẽ tác, tức là làm dụng sáu căn này một cách chánh niệm để chúng ta tạo phước. Còn không thì chúng ta dụng sáu căn này sai thì chúng ta mất phước. Ví dụ như hàng ngày mình có miệng để nói, mình nên nói cái gì cho nó có lợi ích cho người. Cho nên đặc biệt là các vị thọ thập thiện á, trong cái giới thứ tư nó có cái giới, bốn giới nói về cái miệng á, thì trong đó có một cái giới gọi là
không được nói những lời vô ích. Thì mình sẽ thắc mắc, có nói lời vô ích là lời gì? Lời vô ích là ví dụ cái người A đó mới nói xấu người B, mình nghe xong cái mình nói tôi giữ giới à, giới của tôi là giới không nói dóc, cho nên tôi nghe gì tôi sẽ nói hết cho chị nghe. Đó là mình giữ giới không nói dóc chứ gì, có đâu nói đó, phải không? Nhưng mà bây giờ mình nhớ là cái người B họ nghe xong họ có lợi ích gì cho họ không? Không có lợi ích gì hết. Mà chẳng những không lợi ích gì cho họ, mà họ nghe xong họ bực bội, họ phiền não, rồi hai bên bất hòa thêm, thì rõ ràng mình phạm giới. Vậy thì cái lời nói vô ích có nghĩa là nói cái gì có ích lợi cho người. Cho nên người ta thường dùng cái từ á, người nói ít không phải là ít nói, mà là không nói những lời vô ích. Cho bây giờ quý vị nhìn là mình có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có chân, có tai, có đầy đủ hết. Nhưng mà hàng ngày chúng ta đã vận dụng chánh niệm của mình để dùng sáu căn này như thế nào, dùng cái thân này như thế nào thì tùy, để chúng ta có được một quả báo. Còn nếu mà quả báo nó xấu rồi thì mình nói sao vậy? Thì lúc đó người ta chỉ nói một câu thôi, như thị, như thị. Anh tạo như vậy thì bây giờ đây, nó đây là quả báo như vậy. Còn anh tạo cái này thì anh được như vậy, không có nói gì hết. Thôi thì hôm nay chúng ta học về thập như thị trong kinh, để chúng ta có một cái hiểu biết và cách ứng dụng và nhìn tất cả các pháp qua thập như thị. Và nhớ là có chánh niệm, có cái ánh sáng của chánh niệm rồi đó, thì chúng ta soi rọi vào mọi cái pháp một cách rất là hay. Và chúng ta thấy rằng Phật pháp có thể ứng dụng được bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Ví dụ như là cái anh Nick gì ở bên Úc á, anh cụt hai tay, hai chân, nhưng mà đó cái tướng của anh vậy, nhưng mà anh không có buông xuôi, anh vẫn có thể dùng cái thướng cái thể đó. Bởi vì sao? Bởi trong anh nó có cái lực, nó có cái tác, là anh đã thành công. Mà quý vị thấy đời nó ngộ, nhiều khi cái quả của ảnh là như vậy, cái quả báo của ảnh trong cái đời này là thân thể như vậy, nhưng mà anh đã dùng cái tánh, cái thể, cái lực, cái tác, cái nhân, cái duyên của anh đặc biệt, cho nên anh có người vợ rất đẹp. Anh vậy đó mà có vợ đẹp lắm. Và anh đã đi khắp thế giới để anh đưa lên một cái đạo lý rằng không buông xuôi trong cuộc đời, dù mình ở bất cứ hoàn cảnh nào. Và nó làm cho người ta có sức mạnh, rằng ảnh như vậy mà ảnh còn sống được như vậy, mình bây giờ chút xíu này ăn thua gì. Cho nên quý vị thấy, giống như Pháp Hòa kể đại chúng nghe Ngài Huyền Trang đó, khi mà đi Ấn Độ thỉnh kinh trở về rồi đó, đến cái lúc mà Ngài già yếu, cái bộ kinh cuối cùng Ngài dịch đó là bộ Đại Bát Nhã 600 quyển. Dịch xong thì sức khỏe của Ngài yếu quá đi, thì lúc đó vua mới đảnh lễ Ngài và xin Ngài hãy vì chúng sanh mà dịch thêm một bộ kinh nữa, đó là dịch bộ Đại Bảo Tích. Ngài từ chối, Ngài nói không thể dịch nổi, nhưng mà vì vua quá chí thành và quan dân rất tha thiết, cho nên Ngài cố gắng, Ngài ngồi xuống, Ngài mở kinh ra, Ngài dịch. Thì khi mà dịch được có mấy trang đầu thì Ngài xếp lại, Ngài nói không kịp, sức khỏe đã không cho phép nữa. Và Ngài đã viên tịch năm Ngài 69 tuổi. Vì suốt cả mười mấy năm trường đi và về từ Trung Quốc đến Ấn Độ, đoạn đường đi quá gian nan cực khổ, rồi học hành ở bên đó suốt 10 năm mới trở về. Khi trở về Trường An thì bắt đầu sự nghiệp dịch kinh. Thì quý vị sẽ thấy rằng đến cái hơi tàn mà Ngài, đến cái lúc cuối Ngài vẫn vận dụng cái sức của Ngài. Cho nên là ở đây đó mình thấy được những cái điều đó. Thôi thì mình dừng ở đây, chúc đại chúng an lạc và sẽ gặp lại tụi mày ngày mai. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều.